cả các em thành viên của trang tài liệu thi viên chức giáo dục như thông báo với các em trên trang thì hôm nay thầy sẽ có buổi live stream để giải đáp các vấn đề về pháp luật viên chức cũng như các vấn đề liên quan đến kỳ thi viên chức. Thì xin mời các em chúng ta đang ở trên mạng chúng ta vào trang tài liệu thi viên chức giáo dục để các em có những cái thắc mắc, những băn khoăn gì liên quan đến kỳ thi, liên quan đến môn học và phần kiến thức chung mà các em cần thần giải thầy giải đáp hỗ trợ thì các em vào và đặt câu hỏi thầy sẽ hỗ trợ giải đáp cho các em. Lịch live stream của thầy trên trang thi viên chức giáo dục sẽ định kỳ bắt đầu từ hôm nay là sẽ từ thời gian từ lúc 20 giờ 35 đến 21 giờ 30. Vì sau đó thì lúc 21 giờ 35 thầy có buổi dạy live stream các lớp ôn thi viên chức của thầy ở trong nhóm. Thì xin mời chúng ta có những câu hỏi liên quan đến về pháp luật viên chức, về tuyển dụng sử dụng theo quy định của pháp luật, về thông mong muốn hỏi các cái thông tin về kỳ thi đúng không ạ, cũng như là các môn liên quan các câu hỏi về phần kiến thức chung ở môn luật mà thầy dạy, hoặc là các em cần hỗ trợ các văn bản pháp luật, hoặc là các em thi cần các tài liệu bộ đề của tin học hay là tiếng Anh thì các em có thể gửi tin nhắn thầy sẽ hỗ trợ gửi cho các em. Và thì xin mời các em có thể đặt câu hỏi liên quan đến pháp luật kỳ thi viên chức, liên quan đến việc đặt cách đúng không ạ, hoặc là liên quan về tiền lương đối với viên chức đúng không ạ, thì các em hoàn toàn hoặc là liên quan kỳ thi thì xin mời các em đặt câu hỏi. Và thầy xây dựng kế hoạch trong năm nay là định kỳ hàng tuần thầy sẽ live stream vào 2 buổi, vào buổi tối thứ tư và buổi tối chủ nhật, định kỳ trên trên 2 kênh, một là trên kênh YouTube của thầy Phan Diệp Đoàn vào lúc 19 giờ 40 phút và kết thúc lúc 20 giờ 30 phút. Thì buổi live stream vừa rồi trên kênh YouTube của thầy thì đã xong, và thời tiếp là từ lúc 20 giờ 35 phút thầy sẽ live stream trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục từ lúc 20 giờ 35 đến 21 giờ 30. Thì các em nắm được cái thời gian để chúng ta có những cái câu hỏi liên quan đến kỳ thi viên chức, các vấn đề về pháp luật viên chức hoặc những vấn đề khác mà các em cần quan tâm thì các em có thể gửi cho thầy. Ngoài về pháp luật viên chức ra thì các em có thể quan tâm về các vấn đề pháp luật cuộc sống hàng ngày trong dân sự hay là hình sự, các vấn đề liên quan thì thầy sẽ hỗ trợ giải đáp cung cấp thông tin cho các em, có thể bản thân các em hoặc là những người thân của các em cần những thông tin về pháp luật thì thầy sẽ hỗ trợ, có thể cả về thủ tục pháp lý để hỗ trợ các em. Thì xin mời quay lại với nội dung ban đầu mà thầy mong muốn các em có thể đặt câu hỏi cho thầy liên quan các nội dung. Và bạn là Nguyễn Thị Thắm, vòng 1 sắp tới Hà Nội đúng chỉ thi tiếng Anh và kiến thức chung vì chúng ta thi trên máy em nhé. Như Quảng Ninh thì họ thi trên giấy thì họ thi cả tin học. Đó thì chúng ta cũng biết là vòng 1 thi vào ngày từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2. Còn vòng 2 thì các em sẽ thi vào ngày 29 tháng 2. Chắc các em cũng đã biết rồi. Còn chúng ta biết là liên quan đến cái việc là nộp phiếu đăng ký thì chúng ta thấy là vừa rồi thì họ đầu tiên họ cho các em đăng ký online nhưng mà chắc hệ thống nó nghẽn nên là vừa rồi đã có công văn để hỗ trợ các em gửi cả cái phiếu các em có thể in ra dán ảnh và nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục Đào tạo kém nhá. Và thời hạn thì chúng ta biết là đến ngày 14 tháng 1, thì các em lưu ý bắt đầu nộp từ ngày mùng 6 đến ngày 14 tháng 1 tới, thì các em lưu ý các nội dung đó. Và các em lưu ý này, tuần này thì chỉ tiêu lớn sẽ dành cho các bạn thi thi các bạn thi trung học phổ thông, chỉ tiêu là 418 người. Và còn với các chỉ tiêu khác thì ít hơn, chúng ta thấy với mầm non và tiểu học thì ít hơn đúng không ạ, mầm non thì chúng ta thấy rất ít, tiểu học thì chúng ta phải yêu cầu các cái chứng chỉ về giáo dục đặc biệt đó, thì các em cũng cần nắm cái thông tin các em nhé. Và các em có cần đặt câu hỏi thông tin liên quan đến kỳ thi của Hà Nội hay là Quảng Ninh sắp tới không, thì sắp tới thì có các cái kỳ thi ở Hà Nội của chúng ta. Hà Nội thì có viên chức giáo dục cũng như là viên chức y tế thì thầy cũng đang dạy song hành các lớp này. Đồng thời thì Hà Nam cũng thi cũng vào sau Tết, bình thường đã nghe đúng lịch ra là vào ngày 12 tháng 1 nhưng mà đã lùi lại được 1 tháng sang sau Tết, và thì đã lùi lại ở Hà Nam. Và Hòa Bình thì thầy vừa hỗ trợ xong về vòng 2 các bạn thi viết chuyên ngành về luật thì thầy cũng đã hỗ trợ và cho các em. Và sang năm Hà Nội có thi tiếp viên chức em nhá, tiểu học hay không thì cái này nó nằm trong kế hoạch của thành phố thì họ sẽ gửi 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 cụ thể cho các em. Vâng, thì cái này thì chắc phải phải chờ đó. Thì sắp tới thì chắc là có luật giáo dục viên chức và cũng giống trung học phổ thông. Cái này thì cũng câu hỏi của em thì cũng rất là khó nói trước. Cái này nó tùy thuộc vào từng địa phương. Chúng ta thấy như vừa rồi thì Hà Nội là
họ gửi cái, liên quan một kỳ thi kéo rất dài. Thì chúng ta thấy là có cái văn bản thì chung thì chúng ta thấy là bây giờ vâng thì là gồm các văn bản chính là viên chức luật giáo dục, như thầy nghĩ thế. Thì ngoài ra thêm điều lệ thì không biết là sắp tới thì cấp 3 cái trung học phổ thông nó có khác hay không, đúng không ạ? Thì có thêm có một số thông tư nào đó. Mà Thanh Loan hỏi là đúng, giờ không cần phải đăng ký đăng la online, em hoàn toàn in giấy ra để đăng ký nhá, để lộp đưa trợ rất là thuận tiện bạn Thanh Loan nhá. Đó thì thầy nghĩ là giải pháp rất là tốt thôi, vì chúng ta thấy cái hệ thống mạng hiện nay các cái trang website của Hà Nội là không tốt, tôi thấy là nó nghẽn rất nhiều. Thì các em nó thuận tiện thì sở cũng đã rút kinh nghiệm và đã xử lý phần đó, đúng không? Các em in ra theo mẫu đó, theo cái phiếu đấy. Các em mà chưa có thì vui lòng nhắn tin cho thầy, thầy sẽ gửi cho cái mẫu phiếu đó, các em in ra điền thông tin và lộp em nhá, từ mùng 6 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 em nhá. Quay lại về phần nội dung thi thì chúng ta đấy cho trung học phổ thông tới, thì hiện nay thầy vẫn lớp ôn của thầy thì vẫn học các văn bản chính chúng ta biết rồi là luật viên chức 2010, còn luật sửa đổi mà 2010 thì ngày 1 tháng 7 2020 mới có hiệu lực cơ, đúng không ạ? Tương tự như luật giáo dục chúng ta sẽ học luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009, còn luật giáo dục 2019 thì ngày 1 tháng 7 2020 chúng ta mới áp dụng cái việc đó. Thì chúng ta thấy là như vậy nhá, thì để chúng ta nắm bắt được các em rõ chưa. Và còn qua quy định về biên chế suốt đời thì chúng ta buổi live stream trước thầy cũng đã giải thích để chúng ta biết rồi. Đó thì nó theo cái luật viên chức 2010 sửa đổi đấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2020 đấy. Cái biên chế suốt đời thì hiểu đây chính xác là từ 1 tháng 7 2020 khi chúng ta được tuyển dụng ấy, thì chúng ta không còn hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, đúng không ạ? Hiện tại thì theo cái luật viên chức 2010 thì chúng ta có hai loại hợp đồng, đúng không ạ? Nó hợp đồng xác định thời hạn có thời gian từ đủ, đúng không ạ? Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Và quay lại câu hỏi của bạn Bảo Ngọc thì đúng đợt thi mầm non này chúng ta là Hà Nội này không cần giáo dục chứng chỉ đặc biệt, mà chưa thầy thấy là các chỉ tiêu cho giáo dục tiểu học thì là cần chứng chỉ đặc biệt, em Bảo Ngọc nhá. Đó thì em lưu ý được đó, thì thầy em rõ chưa? Và thì ok chưa? Và còn quay lại thầy vẫn trao đổi nội dung về gọi là biên chế suốt đời để các em biết, đúng không ạ? Thì chúng ta đợt này mà cố gắng thi đỗ, đúng không? Chúng tuyển thì chúng ta được tuyển dụng trước ngày, đúng không ạ? Trước ngày mùng 1 tháng 7 2020 thì chúng ta có cơ hội được ký hợp đồng không xác định thời hạn và chúng ta gọi được biên chế suốt đời đấy. Thì đấy là cơ hội chắc là gần như là cuối cùng dành cho các em. Thì thầy mong các em làm sao cố gắng nhá, cố gắng tận dụng lấy nó. Nên là sao chính ý thức việc đấy thì thầy cũng muốn là xây dựng cái kế hoạch hỗ trợ cho các em. Và bạn Xuân Thủy thì nói là chúng tuyển đợt vừa qua và không chúng tuyển đợt vừa qua thì chúng sắp tới bản thân trong phiếu em lao động tự do và chứ không ghi giáo viên hợp đồng. Trước em là giáo viên hợp đồng rồi thì thực ra là em là giáo viên hợp đồng cũng background đấy cũng được, không sao cả em nhá. Và cũng không nên ghi là lao động tự do. Thực ra là tại nghĩ hợp lý nhất thì chúng ta cũng đã từng là giáo viên hợp đồng thì vừa với cắt thôi em nhá. Thì tại nghĩ em nên để giáo viên hợp đồng đó thì không sao cả. Vâng, bạn Nguyễn thì thăm thắm câu hỏi này thì nhiều bạn rất hỏi thầy, nghe chúng ta đỗ cấp 2 rồi thì có được thi cấp 3 sắp tới hay không, thì phải trả lời các em luôn là được. Vì trong luật thì tất cả các văn bản luật từ luật viên chức, các luật khác liên quan luật lao động, liên quan các thông tư nghị định về hướng dẫn tuyển dụng sử dụng thì không có nội dung nào là cấm các em khi đã đỗ viên chức mà đã nào viên chức mà thi không được thi đợt tới, mà chỉ có quy định ở các địa phương trong hội đồng tuyển dụng là quy định khi trong cùng một kỳ thi thì em không được gì đăng ký nhá, không được đăng ký thi tuyển cùng hai đơn vị, nghĩa là quận huyện đấy. Thì giả sử em vừa thi Ba Đình vừa thi Đống Đa thì là không được thôi, nếu em thi đỗ thì sẽ là hủy em nhá. Thì bạn Nguyễn Thăm Thắm, Thị Thăm Thắm đã rõ chưa với câu hỏi được chưa? Thì là như vậy nhá. Đấy, còn bạn Xuân Thủy thì khuyên chân thành cứ nên ghi giáo viên hợp đồng, thì chúng ta cũng mới nghỉ cuối cắt thôi, không sao cả em nhá, background của mình vẫn là giáo viên. Và tiếp là bạn Trần Mỹ Thanh hỏi khi phỏng vấn thì mình sẽ ôn nội dung nào em bên tiểu học. Cái này nó nằm trong cái giới hạn của từng địa phương. Thường thì họ hay hỏi vào các nội dung mà thầy đang dạy cho các bạn, một số bạn ấy, thì chúng ta thấy phỏng vấn thì họ tập trung vào luật viên chức 2010, rồi nghị định 29, nghị định 168, rồi nghị định 27 cũng như luật giáo dục và thông tư, một số thông tư liên quan như thông tư 06, đó thông tư 06, rồi thông tư 21, thông tư liên tịch 21, với em tiểu học là thông tư liên tịch 21. Đấy em nhá, thì cũng tùy từng địa phương. Nếu không có cho giới hạn thì họ thường bao hàm hết các nội dung. Thế còn một số địa phương họ có giới hạn thì chúng ta dễ dàng hơn.
Em Trần Mỹ Thanh nhé. Vâng, thầy trả lời như thế được chưa? Vâng, thì các em khác có câu hỏi nào cần đặt với thầy thì các em đặt câu hỏi với thầy. Tất cả nội dung liên quan đến pháp luật viên chức, thậm chí là pháp luật chung, cả về dân sự, hình sự, liên quan về gia đình trong cuộc sống của các em, cần hỗ trợ về các vấn đề pháp luật. Rồi đặc biệt là liên quan đến kiến thức thì là chuẩn nhất, đúng không ạ? Đấy, rồi liên quan đến kỳ thi, các thông tin tuyển dụng, rồi các thủ tục quy trình, em rõ chưa? Và rồi các liên quan đến kiến thức môn học phục vụ cho kỳ thi, các tài liệu môn kiến thức chung hoặc là tiếng Anh tin học mà các em cần hỗ trợ, cần mong muốn thầy hỗ trợ các em, thì các em hoàn toàn đặt câu hỏi, có thể đặt câu hỏi ngay trong buổi học ngày hôm nay, ở buổi live stream tối nay, hoặc là các em sau đó thì hoặc là nhắn tin vào sau, nhắn tin trên trên buổi live stream này cũng được, trên trên trang này, để thầy sẽ hỗ trợ sau cho các em. Đó thì thầy cũng mong muốn là tạo ra một cái kênh cũng như là cái định kỳ hàng tuần thì thầy sẽ live stream vào buổi tối thứ tư và chủ nhật cho các em, để hỗ trợ các thông tin về pháp luật nói chung cũng như pháp luật viên chức, các thông tin về kỳ thi để hỗ trợ cho các em gỡ rối những thắc mắc, những mong mỏi của các em. Và thì các em cố gắng lên nhé. Các thông tin thì thầy cũng muốn chia sẻ những thông tin nó chính xác nhất cho các em trong kỳ thi nhé. Thì chúng ta cố gắng nắm bắt các nội dung được chưa? Và chúng ta biết rồi, sắp tới thì chúng ta đấy là theo lộ trình thì nhà nước đã có những lộ trình về cải cách tiền lương các em nhé. Thì chúng ta khi mà đặc biệt 2021, khi mà chúng ta vào viên chức ấy, chúng ta theo đề án việc làm thì chúng ta mức lương chúng ta thay đổi, vì chúng ta thấy là nhà nước đã có những lộ trình tăng lương rất rõ từ nay đến 2030 cơ. Đấy, nó giúp cho chúng ta mức lương thay đổi, đúng không ạ? Từ mức lương cơ sở cũng như mức thu nhập của các em. Đó thì các em có đặt những câu hỏi về tiền lương hay là quy trình tuyển dụng hay là các nội dung khác thì em hoàn toàn có thể đặt câu hỏi. Những vướng mắc trong việc thực hiện về chế độ tập sự hay vấn đề gì đó thì các em về hợp đồng nhá. Thì các em cứ đặt câu hỏi cho thầy, thầy sẽ trách nhiệm hỗ trợ. Và thầy rất muốn chia sẻ một thông tin về lộ trình tăng lương cho cán bộ công chức viên chức đến 2030. Thì chúng ta nhớ là vừa rồi thì chính phủ đã ra cái nghị quyết ấy, các em nhớ nhé, cái này gần rất quan trọng, cái nghị quyết 107 về cải cách tiền lương, chính sách tiền lương, mà rất rõ cái lộ trình của chúng ta. Cái nghị quyết này thì ban hành ngày 16 tháng 8 2018, lộ trình rất rõ là gì, từ ngày 1 tháng 7 thì chúng ta được hưởng rồi đấy, mức lương tăng lên là gì, 1.490.000 đồng trên tháng đấy, và mức lương thực nhận ấy, thế là lương cơ bản sở đúng không, còn mức lương thực nhận của cán bộ công chức sẽ tăng lên tương ứng. Đó chúng ta thấy còn đến 2021 thì mức lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức sẽ bằng với mức thấp nhất bình quân của các vùng trong khu doanh nghiệp. Thì hiện tại bây giờ chúng ta mức lương của doanh nghiệp có 4 vùng rất là rõ, vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tăng lên. Rồi mức lương 2025 thì lộ trình là mức lương thấp nhất của cán bộ công chức sẽ cao hơn mức thấp nhất của bình quân các vùng của khu doanh nghiệp. Đấy, còn với 130 đến lộ trình 130 thì cái mức lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức sẽ bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp các em nhé. Thì chúng ta thấy là nó có lộ trình rất rõ mà chính phủ sẽ thực hiện cho chúng ta. Các em thấy mức lương hiện tại, mức lương cơ sở sẽ là 1.490.000, nhưng mà sắp tới thì chúng ta thấy là chính phủ đang đề xuất là mức lương thay đổi từ áp dụng ngày 1 tháng 7 2020, mức lương sẽ là 1.590.000 em nhé. Đó thì chúng ta đợt đỗ ở viên chức đợt này thì các em là lợi đơn lợi kép rất nhiều, và lộ trình đã có cái bảng lương chúng ta thấy từng với cả bảng lương dành cho giáo viên mầm non, tiểu học, rồi lương cho trung học cơ sở, trung học phổ thông, nó chia ra thành các bậc về hệ số lương. Đó thì chúng ta thấy hiện tại thì với mầm non và tiểu học thì chúng ta có 11 bậc đúng không ạ, tương ương với từng hệ số rất rõ. Bậc 1 thì chúng ta là 1.86, mức lương 2.777 đúng không ạ. Rồi bậc 2 là gì, là bậc là chúng ta thấy là 2.06 em nhá. Rồi bậc 3 là gì, là hệ số lương 2.46, đấy, mức lương cơ bản chúng ta sẽ là 3.666, nhưng mà thực nhận chúng ta là 4.550.000 đấy. Thì chúng ta thấy là mức nước cao đúng không? Thực nhận của bậc 1 chúng ta là 3.4 cơ, 450, còn thực nhận của bậc 2 sẽ là 3.8. Đó thì chúng ta thấy nó kéo dài từ bậc 1 đến bậc 11, mới hệ số bậc 11 là cao nhất là 4.06 em nhá, mức lương thực nhận sẽ là 7.531.000. Đó thì chúng ta thấy. Rồi các bạn ở lương, bảng lương dành cho các giáo viên trung học cơ sở cũng vậy. Đó thì có 10 bậc với từng hệ số lương, bậc số lương khởi điểm là 2.1, mức lương là sẽ 3.129, và thực nhận của chúng ta liên quan sau khi có các cái phụ cấp ấy, thì chúng ta thấy là cũng như đóng bảo hiểm xã hội thì chúng ta có 3.739.
Đấy. Đấy. Em thấy rất là rõ. Bậc 2 thì em thấy là cái bậc của ta là 2.41 và mức lương chúng ta thấy là sẽ là 3.590 và thực nhận của chúng ta là 4.265 các em nhé. Và đến bậc 10 là cao nhất, là chúng thấy hệ số lương là 4.89 và mức lương cơ sở bờ cơ bản đây sẽ là 7.286 và thực nhận sẽ là 8.7. Đó thì chúng ta thấy là cái lộ trình của chúng ta với các em nhá. Thì chúng ta cố gắng lên. Và thì các em có câu hỏi gì không? Liên quan đến các cái nội dung về kỳ thi, liên quan về phần kiến thức, các em qua đặc biệt các bạn Hà Nội đang thi này có vướng mắc gì không và đã tham gia khóa học nào chưa, hoặc là có tài liệu gì không cần thầy hỗ trợ hay gì đó thì các em cứ đặt câu hỏi. Hoặc là các bạn ở Quảng Ninh sắp tới thì vẫn thấy là nó có hai đợt, đợt một là thi cho các bạn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp khối y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các đơn vị sự nghiệp khác, còn ngày 8 tháng 1 là các em sẽ thi cho khối viên chức giáo dục. Và thì các em có cần hỗ trợ gì thêm thì cứ trao đổi với thầy ở đây, xin mời các em. Và các em có thông tin gì nữa, cần có câu hỏi cần đặt với thầy không, và xin mời các em. Và thầy sẵn sàng hỗ trợ các em giải đáp. Và thì thầy vừa trao đổi về cái lộ trình tăng lương dành cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cũng như là chúng ta thấy là bảng lương dành cho các bạn mầm non, tiểu học cũng như trung học cơ sở. Còn bảng lương cho dành cho các bạn giáo viên trung học phổ thông đặc biệt là rất quan trọng để chúng ta biết các bạn Hà Nội sắp tới đa số là chỉ tiêu lớn là dành cho các bạn trung học phổ thông. Thì chúng ta thấy là với trung học phổ thông thì chúng ta có 9 bậc các em nhé, và cái số lương khởi điểm bậc 1 là 2.22.34 với mức lương cơ bản là 3.486 và thực nhận sẽ là 4.166. Đấy. Bậc 2 thì sẽ là hệ số lương 2.67 đúng không ạ? Mức lương cơ bản sẽ là 3.9978 và thực nhận sẽ là 4.9. Đấy, chúng ta thấy là rất là cao đúng không ạ? Bậc 3 thì chúng ta thấy là hệ số lương là 3.0, mức lương cơ bản là 4.770 và thực nhận là 5.518. Còn cao nhất là bậc 9, chúng ta thấy là với hệ số lương 4.98, mức lương cơ bản là 7 triệu 420 và thực nhận của chúng ta sẽ là 9.238. Đó thì chúng ta thấy là mức lương rất là cao dành cho các em nhá. Thì chúng ta cố gắng để vào và phấn đấu đạt từng bước như thế này các em nhá. Và thì đây trao đổi các em nội dung các vấn đề về tiền lương như vậy. Và ngoài vấn đề khác các em quan tâm thì các em có thể đặt câu hỏi cho thầy. Xin mời các em. Vâng, xin mời ạ. Thầy rất mong nhận được những câu hỏi của các em, chúng ta phải đặt câu hỏi. Thầy cũng như giống như một cái tạo diễn đàn cho các em liên quan các vấn đề về pháp luật viên chức, liên quan các thông tin về kỳ thi, liên quan về nội dung kiến thức môn học mà em có thể ôn cho vòng 1 hoặc vòng 2. Đó thì các em có thể đặt câu hỏi cho thầy được chưa? Và bạn Trần Mỹ Thạnh như thế được chưa? Và như thầy đã trao đổi rồi nhá. Còn em cần cần thầy hỗ trợ thêm thì có thể inbox vào, nhắn tin vào Facebook của thầy để thầy hỗ trợ cho em. Và xin mời các bạn ạ, đang ở trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục thì xin mời các em có những cái câu hỏi liên quan về kỳ thi đúng không ạ? Đấy, những băn khoăn về hợp đồng hoặc là liên quan các chế độ chính sách và pháp luật viên chức hoặc là thông tin về kỳ thi thì xin mời các em đặt câu hỏi để thầy giải đáp cho các em. Và thầy dự kiến thì buổi livestream sẽ kết thúc lúc 21:30. Còn nếu các em không có câu hỏi thì thầy sẽ kết thúc sớm hơn. Vì thầy sau đó thì 21:35 thầy có lịch dạy trên nhóm cho lớp các bạn thi viên chức ở Quảng Ninh. Vì các bạn mà một nhóm đầu là mùng 5 thi rồi và nhóm thứ hai dành cho các bạn thi giáo dục là mùng 8. Và thì cũng rất là sát giờ như thế làm sao để mong muốn hỗ trợ cho các em. Và thì trước đây thì thầy cũng có những cái buổi live stream định kỳ vào thứ tư hàng tuần từ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10 và thì cũng hỗ trợ các em. Đúng không? Thì thầy rất muốn là lần này thì các bạn cũng đặc biệt Hà Nội đang thi và các địa phương khác, thầy cũng muốn dành thời gian để hỗ trợ kịp thời hơn cho các em liên quan thông tin về kỳ thi, các nội dung về pháp luật về về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức đúng không ạ, các thắc mắc những cái mong muốn tâm sự chia sẻ của các em mà thầy với kiến thức của mình kinh nghiệm thực tế có thể hỗ trợ chia sẻ giúp các em. Và xin mời các em đặt câu hỏi. Và thầy thấy các em có mong muốn đặt câu hỏi gì không? Hay là những phần thầy chia sẻ là giúp các em đã nắm rõ hết rồi. Và các bạn đây chắc các bạn đã học thầy và đã đỗ rồi đúng không ạ? Đó thì chắc là có thể chia sẻ một cái gì đó đi. Xin mời các em. Vâng. Em có câu hỏi gì không? Thầy sẵn sàng chờ những câu hỏi của các em.
Và tất cả toàn bộ những cái thắc mắc băn khoăn của các em về kỳ thi, về nội dung các kiến thức pháp luật, về môn học thì các em vui lòng đặt cho thầy nhá. Thầy sẵn sàng hỗ trợ các em. Xin mời ạ. Các em đã hài lòng về các câu hỏi của thầy chưa? Và cần tiếp tục đặt tiếp hay như nào đó. Và xin mời các em. Và xin mời các em ạ. Và chào bạn Bùi Phương Anh. Và chào các em. Bạn Thanh Thanh. Bây giờ thì đúng rồi. Em hoàn toàn có thể như thầy nói, cái hệ thống của sở thì chắc chạy một thời gian thì họ chắc là không chịu tải được, nên đã dừng, mà họ đã đưa ra công văn hướng dẫn các em là chúng ta, họ gửi cái mẫu ấy, chúng ta in ra nhá, in ra và điền thông tin, dán ảnh và nộp nhá. Và thời gian nộp chúng ta thấy là từ ngày mùng 6 tháng 1, đúng không ạ? Mùng 6 tháng 1 thì chúng ta thấy là mùng 6 tháng 1 đến 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 14 tháng 1. Vâng, anh Hoàng hỏi là sau khi có kết quả công nhận trúng tuyển thì ít nhất bao lâu huyện có quyết định đi làm? Thì theo quy định tại tại Nghị định 161 ấy, thì sau khi có kết quả trúng tuyển thì ít nhất là có xong 20 ngày thì sẽ có quyết định em nhé. Thì hiện tại em ở địa phương nào, quận huyện nào thì chắc trong thời gian đó thì họ sẽ ra quyết định và tiếp nhận em đi làm thôi. Và bạn Lâm Mộc nói là em là giáo viên hợp đồng được 8 năm, nhưng hợp đồng của em là trường ký và không được đóng bảo hiểm. Như vậy thì trường hợp của em có được ưu tiên gì không? Và thì cũng chia sẻ với em liên quan cả quy định đặc cách ấy, thì chúng ta thấy là ngay trong cái nghị định 161 ấy, chúng ta thấy những quy định đặc cách mà sau đó thì vừa công văn của Bộ Giáo dục cũng đã gỡ, Bộ Nội vụ cũng đã gỡ, chúng ta thấy là quy định là chúng ta thấy nếu trong trong quy định về được đặc cách được hưởng, chúng ta thấy là gì, là phải là gì, chúng ta có 5 năm công tác đúng không, rồi ở đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, thì cái vừa rồi công văn của Bộ đã gỡ cái phần đó. Và điều kiện nữa chúng ta thấy là chúng ta phải có đóng bảo hiểm xã hội em nhá. Đó thì với trường hợp của em thì thực ra là cái này do từng trường, nhưng mà về chung theo quy định thì chúng ta cũng không được hưởng cái ưu tiên gì, cũng rất là tiếc cho các em. Như trường hợp Hà Nội thì thấy là các bạn rất là thiệt thòi ở Mỹ Đức ấy, đúng không, không được đóng bảo hiểm xã hội thì cái ưu tiên về xét đặc cách các chế độ khác cũng là rất là thiệt thòi dành cho các em. Thì thầy hy vọng là sắp tới các cơ quan quản lý nhà nước sẽ khắc phục điều này, và hy vọng là em sẽ được hưởng các chính sách trong thời gian tới em nhé. Vâng. Và bạn Hoài Hưng nói là trung học phổ thông có giới hạn chưa? Hiện tại thì chưa em nhé. Thì thường là các giới hạn các địa phương họ thường đưa ra là trước từ 10 đến 15 ngày em nhé. Thì đợt trước Hà Nội cũng vậy thôi. Đấy, nó khoảng giới hạn như vậy. Như Quảng Ninh vừa rồi là có 7 ngày. Đấy, hôm nay các bạn khối trung học phổ thông thì có giới hạn mùng 8 là tuần tới là thi. Đấy, thầy đang hỗ trợ các bạn. Sau khi mà live stream hỗ trợ các em xong thì thầy sẽ dạy các bạn ấy đến 11 giờ. Vâng. Thì em có thể đăng ký học trước thầy, hoặc là có thể hỗ trợ, thầy cần hỗ trợ tài liệu gửi các văn bản chung như luật viên chức, luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009, hoặc là liên quan từng khối chúng ta có điều lệ trường trung học và đấy, hoặc là liên quan đến thông tư 06/2019 liên quan về quy định ứng xử với ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm thường xuyên, thì có thể giáo thường xuyên và còn một số văn bản khác để hỗ trợ cho em nhé. Thì là như vậy. Còn bạn Hà Salem nói chứng chỉ viện công nghệ thông tin, và chắc anh Đỗ Đăng Toàn ký đúng không ạ? Thì theo quy định là cái đấy là theo chuẩn thông tư 03 đấy thì là được em ạ. Nhưng mà về thời gian thì chúng ta thấy nếu quy định chung với chứng chỉ Việt Nam thì là thường là có giá trị 2 năm. Nhưng mà thầy thấy vừa rồi các đơn vị tuyển dụng thì họ cũng không đặt nặng về thời gian. Còn cái viện chứng chỉ công nghệ thông tin chỗ anh Đỗ Đăng Toàn thì thầy cũng biết, thì cái đấy là được chấp nhận em nhá. Và đấy câu chuyện Nguyễn Hồng, câu đặt câu hỏi của Nguyễn Hồng thì cũng giống nhiều bạn khác. Đỗ cấp 2 rồi có được đi cấp 3 không? Thì thầy nói là được nhé, vì hiện tại không có luật nào quy định cấm các em thi cả, mà chỉ có các chúng ta thấy là liên quan đến các hội đồng tuyển dụng thi các địa phương thì họ không cho phép chúng ta là cùng một hội đồng một địa phương mà thi hai đơn vị quận huyện, thì chúng ta thấy là như thế nhá, thì mới hủy thôi. Còn em đỗ cấp 2 em được thi cấp 3 chuyện bình thường em nhé, khi em đủ điều kiện về trình độ đào tạo các thứ nhá thì hoàn toàn được. Và bạn Mạ Xuân, và trường hợp như thế nào thì được trợ cấp ban đầu? Cái trợ cấp ban đầu thì nó phải quy định và cụ thể em nhé, em có thể nêu được chi tiết hơn. Với trợ cấp ban đầu của em ở vùng thường là sẽ do với các bạn ở miền núi đúng không ạ, chúng ta thấy là sẽ có những hỗ trợ về chính sách về nhà ở đấy, thì nó cũng quy định rất là nhiều. Các bạn ở cung cấp ở vùng sâu vùng xa thì hỗ trợ về tiền lương, về phụ cấp,
cũng như là chỗ ăn chỗ ở đấy em Mạ Xuân nhé, thì em có thể nếu chi tiết hơn vì nó sẽ áp dụng với từng khu vực em ạ. Đấy và bạn Anh Hoàng, em đang hợp đồng không xác định thời hạn ở cấp 2, có đóng bảo hiểm 3 năm 4 tháng nhưng đợt vừa rồi em thi đỗ viên chức tiểu học, thì em có được miễn tập sự hay không, thì cũng trao đổi với em theo quy định của luật viên chức 2010 cũng như nghị định 29 và nghị định 161 thì quy định chúng ta với điều kiện đấy, điều kiện để chúng ta là gì được miễn tập sự là chúng ta gì có đủ 12 tháng đúng vị trí việc làm chúng ta đấy, em là đang là đúng không, cộng với đóng bảo hiểm xã hội thì em là đang hợp đồng xác định ở cấp 2, nghĩa là tiểu học, bây giờ chúng ta cấp 2 là trung học cơ sở mà bây giờ thì lại xuống tiểu học thì nó lại không đúng vị trí việc làm em nhé, thì em lại không được miễn tập sự đấy, nó phải đúng vị trí việc làm. Nhưng em đỗ vừa rồi là đỗ trung học cơ sở cơ thì em sẽ được miễn bạn Anh Hoàng nhé, theo đúng quy định của luật là như vậy. Không, nếu mà sẽ đặc cách thì không phải thông qua phỏng vấn em nhé, thì gọi là xét thẳng vào thẳng luôn, đủ điều kiện thì em được xét thẳng luôn em nhé. Còn phỏng vấn vừa rồi thì thầy thấy như ở Quảng Ninh ấy, thì không phải đặc cách mà họ thi, thì trong trường hợp mà vòng 2 mà họ có điểm của hai ứng viên đều bằng nhau thì họ gọi lên để phỏng vấn. Thế và đấy là trường hợp ở Quảng Ninh, còn đặc cách thì chúng ta thấy đặc cách thì được xét thẳng vào rồi em nhé. Và bạn Hoài Hưng thì thầy đã nói rồi là hiện tại là chúng ta thấy Hà Nội là chưa có giới hạn ôn tập, còn em thầy có cái khung chung em có mong muốn tham gia khóa học để nhận các tài liệu gọi là kịp thời gian để học, vì chúng ta thấy nếu mà chờ có giới hạn để học thì thầy nghĩ là gấp 10 đến 15 ngày là khó đấy, và chúng ta còn bận rất là nhiều công việc thì thầy khuyên chân thành nên chúng ta nên học trước nhé, nên học trước, chúng ta có thể đăng ký trực tiếp khóa học online của thầy để học, hoặc là thầy có trang trên kênh YouTube Phan Diệp Đoàn, các em gõ vào thì trên đó thầy cũng chia sẻ các video bài giảng liên quan các tài liệu ôn thi, các bài giảng về ôn thi viên chức ấy, của giáo dục, của khối y tế, thì các em hoàn toàn vào đó thì miễn phí, các em hoàn toàn có thể nghe, hoặc là để tốt hơn nữa thì chúng ta có thể đăng ký khóa học của thầy, thầy sẽ hỗ trợ các em để chúng ta học nhé. Vâng, bạn Phạm Thanh Hải có thầy đây. Vâng, đấy như bạn Lê Niên chúng ta thấy là đấy cái vùng cho đó là vùng kinh tế đặc, các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đó thì chúng ta thấy nhá, thì các em phải xem nó tùy vùng đấy chúng ta thấy. Và bạn Thảo Tiger đỗ viên chức cấp 2 và bằng đại học lần này em có tập sự nhận 85% thì mức lương em thường nhận là bao nhiêu, em cảm ơn thầy. Còn bằng đại học thì chúng ta thấy nó theo vị trí việc làm thôi, chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ. Và lần này em có tập sự đấy, chưa hiểu rõ ý của Thảo Tiger rõ lắm, thì chúng ta thấy là theo cái quy định của chúng ta đúng không, nó theo hiện nay chúng ta thấy nằm trong cái nghị định 161 mà các em thấy rất là rõ về cái nội dung về hưởng cái chế độ mà em đang đề cập ấy. Đấy, nhưng mà em muốn thầy muốn em nói rõ hơn, kỹ hơn về cái cụ thể về trường hợp của em, thì còn theo luật thì chúng ta thấy là với nội dung như em chia sẻ thì thầy thấy nó chưa được rõ, còn thầy có thể sẽ chia sẻ với em với góc độ chung nhá, theo văn bản mà chúng ta được hưởng ấy nhá, thì chúng ta thấy với chế độ tập sự của em đúng không, là chúng ta thấy rồi là nhận 85%, nếu em biết kỹ hơn thì thầy sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta lưu ý khi mà đặt những các em có những cái câu hỏi em nhá, thì vui lòng là nêu nó cụ thể hơn thì thầy sẽ trả lời nó được kỹ hơn nhá. Thì về cái liên quan được hưởng về thời gian tập sự thì chúng ta cũng biết rồi đúng không? Về cái nội dung được hưởng thì nó quy định rất rõ trong cái nghị định 161 năm 2008, thì chúng ta thấy 2018 đầu tiên về thời gian tập sự chúng ta biết rồi đấy, 12 tháng đối với yêu cầu trình độ đào tạo em nhé, còn với đại học là với bác sĩ có trình độ đại học thì là 9 tháng với trình độ cao đẳng, 6 tháng với trình độ trung cấp, thì chúng ta thấy là với cái mức lương được hưởng nó quy định dành cho viên chức chúng ta thấy đúng không ạ, thì hưởng về trong cái thời gian tập sự đúng không ạ, thì chúng ta thấy là nó là quy định thêm ở trong cả cái nghị định 29 nữa em nhá, thì em nêu cho thầy cụ thể hơn thì thầy sẽ hỗ trợ cho em tốt hơn về cái nội dung mà em đang yêu cầu đúng không ạ. Và thì chúng ta nên được hưởng mức lương theo thời gian chế độ tập sự đúng không ạ. Và cụ thể ở đây các chính sách chúng ta thấy là thời gian tập sự thì được hưởng 8% mức lương chức danh nghề nghiệp tương ứng đúng không? Trong trường hợp mà các em có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành cơ, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, trình độ thạc sĩ thì hưởng 80% mức lương bậc 2 đó đúng không ạ. Còn người tập sự có trình độ tiến sĩ sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng em nhé. Còn em đại học thì sẽ được hưởng bậc 1 thôi, 85% bậc 1 em nhé. Đó thì sắp tới cấp 2 thì chúng ta thấy rồi là trung học cơ sở
thì chúng ta yêu cầu là trình độ đại học theo cái luật giáo dục mới. Thì như em thì sẽ cho thầy hiểu đây thôi, căn cứ pháp luật thôi, thì em sẽ được hưởng 85% của mức lương bậc 1 vì em là trình độ đại học. Còn muốn được ở bậc 2 thì chúng ta phải bằng thạc sĩ, bậc 3 thì bằng tiến sĩ, bạn Thảo Tiger nhá. Vâng, đây thầy đang đọc đây. Vâng, thì đấy thì thầy vẫn trả lời dần dần cho các em. Vâng, đấy đã ẩn. Và bạn Thu Trang thì các em có thể nghe lại này. Đã đỗ cấp 2 rồi thì có được thi cấp 3 không? À, có, cùng tỉnh vẫn được em nhá. Lại không được à? Cái này thì thầy như thầy nói là theo quy định pháp luật thì không có nào không được cả. Đấy, trong cùng tỉnh hoặc là khác tỉnh thì rất mong em phải bảo bạn em là các cơ quan tuyển dụng họ phải có viện dẫn, phải căn cứ pháp luật, đúng không ạ? Thế còn theo luật này thầy không có cái căn cứ pháp luật nào mà cấm cái việc đấy cả. À, và bạn Lý Liên cũng hỗ trợ cho bạn Mạ Xuân rồi đúng không, cái phần đó. Và liên quan đến bạn Lại Thu Hiền thì em ở thi ở đâu? Chúng ta nhớ là thi viên chức nhá, chứ không phải thi công chức. Công chức là những người mà thi ở ủy ban nhân các tỉnh, thành phố, rồi tỉnh, huyện, xã đấy, rồi các cơ quan đảng đấy, cơ quan chính quyền. Công chức còn chúng ta là viên chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập nhá. Các em vẫn còn nhầm là công chức. Trước năm 98 thì cái này là đúng, nhưng mà sau đó chúng ta có luật cán bộ công chức 2008 và luật viên chức 2010 rồi, đúng không ạ? Giới hạn thì chúng ta nếu mà nói ở Hà Nội chẳng hạn thì các em thấy thì hiện tại là chưa có các em nhá. Thì chúng ta vẫn đang quá trình nộp hồ sơ. Như thầy nói thường là giới hạn để có tài liệu ôn tập là sẽ là 10 đến 15 ngày em nhá. Rồi bạn Lâm Mộc đặt câu hỏi là em dạy 8 năm, mỗi năm ký một lần, nó trường ký và không được đóng bảo hiểm. Vậy thành phần bản thân em ghi hợp giáo viên hợp đồng thì được có được ưu tiên thì không, thì hiện tại thì là chưa có gì ưu tiên liên quan đến giáo viên hợp đồng. Có thể khi mà họ xét ấy, thì có thể họ sẽ ưu tiên một số em nhá, thậm chí khi mà tuyển dụng khi vào vòng 2 em thi đó, để nếu khi trường hợp em có điểm bằng nhau thì họ có thể xem xét cái điều kiện liên quan đến thời gian công tác của em nhé. Khi mà trường hợp đó thì nó sẽ được có thể ưu tiên nhé, ưu tiên là trong cái việc mà sau này khi xét khi trường hợp em có điểm bằng nhau. Và bạn Hiền thì nói là Hà Nam thì em có thể đặt lại câu hỏi. Và thì thầy vẫn đang đọc và trả lời các bạn câu hỏi của bạn Hoàng Hành, chúng ta lần lượt đúng không ạ, nó thấy rất là rõ. Và bạn Trình Anh, bây giờ em đăng ký học online, không phải chỉ luật viên chức đâu em nhé. Thầy dạy tất cả các luật, kỳ thi viên chức, có thể cả luật viên chức, rồi nghị định 161, nghị định 29, đúng không ạ, nghị định 27, rồi thông tư 06, rồi luật giáo dục em nhé. Thì chúng ta thấy, và còn nhóm Quảng Linh, mùng 8 thi học mấy giờ, thì thầy đã nói rồi là lúc 21:35 em nhé. Đó thì và lịch học thì thầy đã đăng lên lớp rồi, các em ăn thành viên của lớp thì các em vui lòng cập nhật các thông tin trên lớp. Thầy đã đăng lên lớp rồi, bạn Đinh Thu Hà nhá. Vâng, thì thầy đang trả lời câu hỏi đây ạ. Vâng, thi viên chức Hà Nội nộp giấy đăng ký trực tiếp được em nhá. Vâng, thì chúng thấy là như thầy nói rồi, bây giờ thì Hà Nội cho phép nộp, mà chúng ta thấy họ gửi cái mẫu trên website mà em cần, trên trang tài liệu thầy cũng đã đăng lên rồi, thì em hoàn toàn tải về được các thông tin và dán ảnh sao để nộp trực tiếp từ ngày mùng 6 đến ngày 14 các em nhá. Bạn là Quyên Nguyễn, em đăng ký online nhưng bây giờ không vào được, em muốn đổi trường có được không? An toàn để đổi trường thì đấy, thì em in ra và em nộp trực tiếp, em cũng trao đổi lại với cái ban tiếp nhận hồ sơ về cái việc thay đổi em nhá. Thì nên làm sớm em nhá, cái việc đấy bạn Quyên Nguyễn nhá. Thầy nghĩ là được thôi chứ không vấn đề gì cả, mới ta đang dừng ở mức nộp hồ sơ. Vâng. Được chưa? Vâng, em nhá. Vâng, đăng ký học online cách nào thì bạn Hoài Hưng em nhá. Em nhá. Đây là Facebook thầy đang live stream trên tài liệu rồi, cũng là trang để đăng ký. Thì em sau buổi live stream này hoàn toàn em có thể nhắn tin cho thầy nhá, thầy sẽ hướng dẫn các thủ tục để em đăng ký khóa học. Cảm ơn em. Vâng, liên quan đến bạn Hà Đô Thủy, chứng chỉ tiếng Anh A2 của Học Vinh có được chấp nhận không? Nhưng thấy Đại học Vinh là một trong những trường nằm trong 8 trường được chấp nhận em nhá. Thì của Đại học Vinh là được em nhá. Vâng, được chưa? Vâng. Bạn Thiêm Thiêm nói Thanh Oai vẫn chưa có. Và Thanh Oai thì cũng trước đây cũng nhiều vấn đề. Thầy cũng biết thông tin cả liên quan cả người đứng đầu của ngành giáo dục của huyện Thanh Oai, trưởng phòng giáo dục cũng nhiều vấn đề. Thì chắc là họ đang gỡ mắc. Thì thầy nghĩ là chắc sang tuần tới các em có quyết định thôi nhá, bạn Thiêm Thiêm nhá. Cũng phải làm sớm chắc để cho giáo viên yên tâm trước khi Tết nhá. Thì là như vậy. Và các em yên tâm được chưa? Và Phan Thảo đây ạ, em đặt câu hỏi đi. Và các bạn các bạn vâng, xét tuyển viên chức đặc cách trước năm thì không phải thi em nhá. Người đặc cách rồi thì chúng ta thấy đủ điều kiện thì chúng ta đặc cách là vào thẳng đấy, đúng không? Đấy, không phải thi em nhá. Và mà chỉ tiêu đặc cách thì nó cũng như Hà Nội, nó không ảnh hưởng đến
đến chỉ tiêu thi nhé, hai cái tách bạch rồi. Vâng, bạn hôm trước em đăng ký online ở Hà Nội được, nhưng hôm nay vào đổi lại trường thì không được. Như thầy nói thì cái này cái hệ thống vừa rồi thông báo em cái đăng ký online thì vừa rồi họ hỗ trợ vì chắc hệ thống nó bị trục trặc đấy. Họ thông báo là liên quan cái tải cái em tải cái phiếu đấy về em in trực in ra và nộp trực tiếp nhá. Thì có thể là em vào cái trang tài liệu em nháy vào cái folder thầy Đoàn dạy luật thì có cái thông tin web cũng như là cái phiếu đấy thầy đăng lên rồi. Còn không thì em có thể nhắn tin cho thầy nhá để thầy hỗ trợ cái phiếu đấy thì có in trực tiếp không cần phải đăng ký online nữa nhá. Vâng, Tháo Cơ nói tập sự 9 tháng mức lương thử nhận bao nhiêu à, đấy thì chúng ta không phân biệt không, chúng ta thấy là không, chúng ta yêu cầu vị trí việc làm thì sắp tới của em vào đến đấy sơ tập sự xong thì em thấy thì chúng ta thấy là cũng là theo mức đại học rồi thì bậc 1 85% em nhá, đấy bậc 1 đấy em nhá. Thì bậc 1 bây giờ như thầy nói để thầy cụ thể đối chiếu với cái bảng ở đây mức lương của em đúng không ạ, đây chúng ta thấy là bậc 1 của em là trung học cơ sở nha. Vâng, để thầy xem lại. Đấy, vì rất là nhiều tin nhắn. Vâng, thì chúng ta thấy với trung học cơ sở bằng 1 thì chúng ta thấy là nó hưởng 80% của mức 3 triệu 1 em nhá. 3 triệu 1. Thì chúng ta thấy 3 triệu 1 và thực nhận là 3 triệu 7. Đấy, thì em nhân 20% của 3 triệu 7 lên, bạn Thảo Tiger nhá. Thế còn chi tiết hơn thì em cần bảng lương này thì em có thể gửi mail cho thầy vào Facebook, thầy sẽ gửi cho em. Vâng, bạn Song Ngư này. Chứng chỉ tin học của Viện Công nghệ tháng 10 chúng ta thấy là Viện Công nghệ được nhá, chỗ thầy Toàn ký là được em nhá. Vâng, chỗ thầy Toàn là được. Vâng. Hoàng Nguyễn Yến, chứng chỉ TOEFL được đăng ký viên chức không? TOEIC có, thầy thấy có chuyển đổi mà em nhá, nó có đấy. Vâng, cái này có em nhá. Vâng. Cần thiết thì thầy sẽ gửi cho em cái bản chuyển đổi. Vâng. Còn Nguyễn Thị Xuyến, đặc cách Quảng Ninh vẫn thi một vòng vấn đáp nữa phải không thầy? Cái Quảng Ninh thì thực ra thầy chưa nghe thông tin đấy, thì đặc cách xưa thầy gửi thông báo điều kiện thì thầy thấy là cũng không có phần đấy. Thì thầy để nếu cần thiết thì thầy tìm hiểu thêm, còn quy định chung thì đặc cách này sẽ được xét thẳng rồi. Đấy là như vậy nhá bạn Xuyến nhá. Vâng. Bạn Tiger ok chưa? Vâng. Thế là cũng hết câu hỏi của các em rồi. Em có câu hỏi gì thêm nữa không? Vâng. Thì lịch để trao đổi với các em livestream mà của thầy sẽ đến lúc 21:30. Còn đến lúc 21:35 thì thầy lại có buổi dạy cho trong lớp, trong nhóm của dành cho các bạn thi Quảng Ninh. Nên các em cố gắng tận dụng thời gian đặt câu hỏi cho thầy nhá. Chúng ta còn khoảng 17 phút nữa. Và bạn Thứ Hàng hỏi là em đang chữa tháng sinh 3 tháng thì tính tập sự chế độ thế nào? Chế độ tập sự thì cái này nó liên quan em có đi làm hay không? Đó, thì thực ra chế độ tập sự nó không liên quan về thai sản. Đấy, thai sản là chế độ chúng ta được hưởng theo chế độ bảo hiểm em nhá. Đấy, còn em đi làm thì vẫn tính theo bình thường thôi. Đấy, còn không đi làm thì em phải làm đơn, đúng không? Đó là như vậy em nhá. Đó. Và xin mời các bạn khác. Và các em có câu hỏi gì thêm thì thầy hỗ trợ. Hiện tại bây giờ là 21:13, chúng ta còn 17 phút nữa. Còn nếu em không có câu hỏi gì thì thầy sẽ kết thúc buổi livestream sớm hơn. Và thì đây cũng là thầy mong nó là một diễn đàn để các em có thể trao đổi với những hiểu biết của thầy về văn bản pháp luật, thì thầy sẽ hỗ trợ cho các em và để làm sao chúng ta những thông tin xác thực nhất, chính xác nhất theo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật em nhé. Đấy, hàng loạt các vấn đề về kỳ thi, về pháp luật viên chức, về tuyển dụng, về tiền lương cũng như là liên quan đến nội dung của kỳ môn học. Và ông Hoài Hưng là có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B của trường Trung cấp Sài Gòn. Hiện tại như thầy biết theo quy định thì nó chỉ có 8 trường thôi. Thầy chưa nghe tên cái trường trung cấp quốc tế Sài Gòn này. Thế còn để chính xác thì chút nữa em có thể gửi cho thầy chứng chỉ đấy, thầy so lại nhá. Đúng ra thì là không được đó. Vâng, cảm ơn bạn Hiệp Bùi. Hôm nay thì chúng ta cũng là đầu năm mới, thầy cũng lấy là cái ngày hôm nay ngày đầu năm mới để tổ chức định kỳ việc live stream để hướng dẫn cho các em nhá. Thầy sẽ định kỳ vào tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần để hỗ trợ kịp thời cho các em làm sao những thông tin liên quan về kỳ thi, những thắc mắc, những tâm tư cho các em để các em đỡ hoang mang. Thì thầy có hai lịch rất rõ là nó phù hợp với thời gian của các em, vì thầy biết các em đang tuổi là có con nhỏ nên rất là bận. Đó là cái thời gian từ lúc 19:40 thì thầy live stream trên kênh YouTube Phan Điệp Đoàn của thầy, và cái thời gian đó nó kết thúc lúc 20:30, rồi sau đó 5 phút nghĩa là 20:35 thì thầy sẽ live stream trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục như hiện tại ở đây, và kết thúc lúc 21:30 thì sau đó 21:05 thì thầy sẽ có các cái lớp online của thầy. Và bạn Phan Thảo, nếu xét đặc cách thì cần ký hợp đồng từ đúng rồi trước tháng 22/5 là được, và phải đảm bảo về hợp đồng hoặc về bảo hiểm xã hội nữa bạn Phan Thảo nhá. Và
Bạn Nguyễn Thương nói là em thấy nhiều bạn đăng ký online không được, như vậy Hà Nội không cần đăng ký online. Em cũng chưa đăng ký được thì thầy cũng không rõ, thì dạy không 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 có cái mã số để nhập vào nên không biết có cần đăng ký nữa. Trong công báo thì họ bảo là họ hỗ trợ đấy, thì em có thể in cái file ra nộp trực tiếp nhá. Bạn Nguyễn Thương thì chúng ta cũng có thể hiểu thế cũng được, chúng ta có thể in cái file đấy ra nhá để nộp trực tiếp đăng ảnh từ ngày mùng 6 nhá, mùng 6 tháng 1 đến 14 tháng 1 bạn Nguyễn Thương nhá. Đó. Và ok bạn Thảo cơ cần cái bảng lương này, là các bạn nào cần bảng lương thì cứ gửi cho thầy nhá. Bạn Đoàn Trà My, chứng chỉ tin học của em từ 14 chấp nhận được không? Thì nó chấp nhận được không thì phải nó do chúng ta thấy được các trường được chấp nhận, thì nó có thể có danh sách các trường mà được chấp nhận đấy, thì để dễ dàng hơn ấy, thì bạn Trà My nhắn tin cho thầy, thầy gửi các cái danh sách các trường mà được chấp nhận thì em đối chiếu nhá, được không ạ? Đó. Vâng, thì sau này chi thì Hưng cứ nhắn tin cho thầy nhá. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì thực sự là chứng chỉ B thì thầy thấy là trong danh sách của về ngoại ngữ là không được đấy, thầy thấy là để thi viên chức thì thầy thấy là không được đâu đó. Em nhá, bạn Ninh Ninh nhá, đấy nó có danh sách 8 trường ấy, được chấp nhận. Và các bạn khác thì sao, xin mời người ta có mạnh dạn đặt câu hỏi nhá. Các em còn 13 phút nữa, như thầy nói lịch là như vậy. Vâng, khi sở nội vụ thi các giấy tờ ổn rồi phải không? Em chương trình Anh hai trường sư phạm Hà Nội là ok em nhé. Vâng, đọc sư phạm mà Hà Nội là được em ạ, bạn Hạnh Đào nhé. Vâng, các bạn khác nữa có câu hỏi gì thêm không? Đấy, Hạnh Đào như thế là được rồi nhé. Và xin mời các em. Mong các em đặt câu hỏi. Và chúng ta còn khoảng 10 phút nữa. Và xin mời. Các em có nhu cầu đặt câu hỏi những nội dung liên quan, thầy đã nói rồi đúng không ạ? Tất cả liên quan đến kỳ thi viên chức, về pháp luật viên chức. Có vấn đề mà các em thắc mắc và đúng rồi em thể nộp đến tận, đúng rồi em nhé, theo đúng bạn Nguyên Yến ạ. Đấy thì trước là như thế, bây giờ họ thay đổi theo thông báo mới thì em phải nộp từ mùng 6 đến 14 em nhé. Vừa thi xong IG thì được thôi, nó được quy đổi, nhưng quan trọng là IG thì em phải 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 phiên dịch ra nhá, em dịch công chứng nha nhá. Và hoa lụa chứng chỉ giáo dục đặc biệt khi nộp hồ sơ có luôn em ạ, em đang học chưa được cấp à, không biết có bổ sung sau được. Thì thực ra nó có như thế này, theo quy định thì nó phải có chứng chỉ, theo đúng quy định đấy, chúng ta thấy là về điều kiện dự tuyển viên chức ấy, chúng ta phải có chứng chỉ đó thì phải có em bạn hoa lụa nhá. Còn cái trường hợp mà em có thể nộp và ban tiếp hồ sơ họ có thể cho cam kết thì cũng có trường hợp họ lới lỏng như thế em nhé. Bạn hoa lụa vì chứng chỉ giáo dục đặc biệt này nó cũng là đặc biệt mang cái tên nó rồi, thì em cứ thử lên có cả cái thông tin mà liên quan đến chứng chỉ và thời gian nào em được cấp có thể gần nhất thì nó họ cũng chắc là tạo điều kiện, thì em cứ thử lên nhá để trao đổi chỗ 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 lên hồ sơ chỗ sở giáo dục em nhá. Của Thái Nguyên cũng được bạn Khánh Linh nhá. Vâng. Còn cái đợt này thi tiếng Anh có khó hơn thì chắc nghĩ thầy nghĩ cấp 3 chắc chắn là sẽ khó hơn các bạn thi đợt vừa rồi về mầm non tiểu học trung học cơ sở em ạ, chắc chắn là sẽ khó hơn nhá, thì chắc chắn là họ cũng có cái đề cương ôn tập như giống như đợt trước thôi em nhá. Bạn Vũ Thị Yến 13 tháng 4 hết hết hạn nộp mà bên trường cung cấp số hiệu đăng ký đúng nhưng mà khi nhận chứng chỉ thì lại hiệu số lại hủy, thế này là do lỗi nhà trường thôi em Yến ạ. Thì em có thể làm cái đơn giải trình cái việc đó hoặc là xin là trường cấp lại nhá, nó phải là từ bản thân em đâu nhá, thì em cố gắng làm sớm cái việc đấy. Và bạn Anh Ke của Đại học Sư phạm 2 được em nhá. Vâng, thế thì tốt rồi. Và bạn Vân Nguyễn, vâng, em rõ chưa? Đó thì chúng ta có những cái câu hỏi cần thiết mà em cần thêm các văn bản gì đó thì cứ gửi tin nhắn cho thầy, thầy sẽ hỗ trợ và gửi cho các em. Và xin mời các em, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thôi là buổi live stream chúng ta kết thúc, vì như thầy nói là 21:35 thì thầy lại vào lớp online dạy cho các bạn Quảng Ninh. Và chứng chỉ tiếng Anh thì có thể nộp sau được không? Theo đúng quy định là không được đâu em ạ nhá. Khi chúng ta nộp các văn bằng chứng chỉ khi nộp hồ sơ là phải có đầy đủ bạn Nguyễn Yến nhá. Thế còn em cứ thử hỏi xem họ có cho được nộp sau và cam kết hay không. Đó, nhưng thầy nghĩ về cơ bản chắc là cái khả năng đấy cũng là thấp đấy nhá, thường là sẽ có luôn em nhá, được chưa ạ? Và bạn em Ken đã rõ rồi đúng không? Và đó, thầy xin mời các em hoặc thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Và thì chúng ta cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, thầy sẽ hỗ trợ cho các em. Vâng, chứng chỉ TOEIC có cần dịch thuật nhá. Và có phải phải dịch thuật bản sang phạm nhá. Và chúng ta ra phát phòng công chứng dịch thuật nó có hết đấy bản sang phạm ạ. Và
nghiên yến là rõ rồi đúng không? Thì cố gắng làm sao mà em hoàn thành sớm nhá. Thì xem yêu cầu lộp này có chứng chỉ, còn trường hợp mà chưa ấy được thì em xem thực tế có thể lên để có họ có bản cam kết nhá. Được chưa? Em có câu hỏi gì nữa không? Vâng, chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 của sư phạm 2 có dùng được em nhé, và của sư phạm 2 đủ điều kiện. Em nộp hồ sơ bạn Vũ Yến đúng không ạ? Ở bên quận là chứng chỉ báo khả năng hủy kết quả. Cái này thì ra không có lỗi do em thì em cũng cần cần nên 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 có đơn như thầy nói, có đơn giải trình cái việc đấy nhá. Đấy hoàn toàn đâu do em đâu, do là trường cấp thì em nên lên làm cái việc đấy nhá. Bạn Vũ Huyền, vâng em có mong muốn học online thì em sau khi kết thúc buổi trao đổi này thì em nhắn tin qua Facebook của thầy nhá. Thầy sẽ hướng dẫn thủ tục cho em đó. Vâng, thì các em có khác có nhu cầu để năm mong muốn học các khóa online của thầy nhá, thì các em vui lòng đăng ký. Thì các em cũng biết rồi đúng không ạ, khóa học online của thầy là 900.000, nhưng mà các em hôm nay mà em tham gia buổi trao đổi giải đáp này thầy sẽ quyết định giảm 50% cho các em. Thì các em nhắn tin đăng ký để chúng ta, và thời gian đăng ký là từ giờ đến đến buổi 12 giờ trưa mai dành cho các em để chúng ta hưởng ưu đãi đó nhá em nhá. Vâng, đấy thì các bạn có mong muốn học khóa online của thầy thì thầy tạo điều kiện cho các em, đó là khi các em tham gia buổi live stream này, share buổi live stream này tới các bạn của mình thì thầy sẽ giảm 50%, tặng các em 50% học phí. Có nghĩa là hiện tại học phí giờ 900.000 thì các em chỉ phải nộp 450.000, và khóa học online của thầy thì học đến khi thi thì thôi nhá. Học đến tận ngày thi, các em sẽ học các kiến thức về từ khóa cũng như là có cả bộ đề và đáp án cho các em. Bạn Đoàn nói là chứng chỉ tiếng Anh trung tâm ngoại ngữ đa ngành có đủ điều kiện, thì ra trường đa ngành cũng không nằm trong cái danh sách. Vâng, đấy, thầy đọc qua thì không thấy, còn không thì để thầy kiểm tra lại nhá, kiểm tra lại. Mà thầy thấy là không được đâu bạn Tây Đoàn, còn để chính xác thì thầy kiểm tra lại cái danh sách. Vâng, Thảo Nguyễn em đăng ký nhá, thì để hưởng cái ưu đãi để hôm nay thầy sẽ dành cho các em tham gia buổi live stream và share buổi live stream này tới các bạn của mình, khoảng 5 bạn của mình thì là tốt đúng không ạ? Làm sao để mọi người cũng nắm được các cái nội dung kiến thức về pháp luật viên chức, cả thông tin để chúng ta biết rõ hơn các em nhá. Và các em có thông tin cần có thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Thì chúng ta còn khoảng 7 phút nữa thôi nhá, để chúng ta kết thúc. Bạn Kiều Huế thông tin mới chúng ta thấy rồi. Chúng ta nộp công văn từ ngày mùng 6, nộp hồ sơ, phiếu đăng ký mùng 6 tháng 1 đến 14 em nhé. Và bạn Linh Panda, đúng không ạ, tiếng Anh A2 của trường sư phạm có được không? Được em nhé. Thầy thấy thì các trường bên nhận hồ sơ họ vẫn chấp nhận của bên nào sư phạm em nhé. Và thì là như vậy. Thì thầy thấy các vừa rồi thì các bạn nộp hồ sơ thì đều nhận liên quan của chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Sư phạm 2. Được chưa bạn Linh Panda? Và các bạn khác có câu hỏi gì thêm nữa không ạ? Các bạn đã có câu hỏi thì thầy cũng đã trả lời rồi. Và không có câu hỏi thêm gì nữa không? Và trong trường hợp mà sau này các em nghe buổi live stream cần thêm những thông tin gì thì các em cứ nhắn trên cái nội dung video này, thầy sẽ hỗ trợ giải đáp cho các em. Cái bắt buộc thì chúng ta thấy bây giờ thì họ lới đến tận ngày 14 tháng 1 rồi. Trước đây họ quy định ngày, nhưng mà bây giờ thì để giảm tải, chúng ta thấy là bạn Nhu Nguyễn nhá, cũng không bắt buộc, chúng ta cứ trong khoảng thời gian từ 6 đến 14 thôi em nhá. Và liên quan đến chứng chỉ tiếng Anh Đông Đô cấp tháng 4 thi có được không, thì thực ra là thầy hay là chính bạn Nguyễn Thị Lương thì thầy thấy là họ vẫn nhận bạn nhá. Và thì của chứng chỉ Đông Đô, tuy nhiên các em lo sợ thì vừa rồi Đông Đô liên quan đến cái việc mà bị cơ quan nhà nước và chính cơ quan chính quyền ấy, chúng ta thấy là vào cuộc mà bắt thậm chí bắt cả hiệu trưởng. Vâng, thầy thì dạy về luật phần kiến thức chung em nhé. Cái thi ôn thi vòng 1 cho các em cũng như các nội dung thi vòng 2 các liên quan, thầy có thể hỗ trợ thêm về phần giải liên quan xử lý tình huống sư phạm cho các em. Bạn Nguyễn Thị Nương rõ chưa? Vâng, thì thầy đang dạy các bạn, trước đây thì dạy các bạn ôn thi cho các bạn Hà Nội đợt 1 vừa rồi, cũng như các bạn ở Quảng Ninh, rồi Quảng Ngãi, rồi Gia Lai, Lào Cai và Linh Bình. Và giờ thầy đang dạy cho các bạn ở Quảng Ninh vì các bạn mùng 5 tới thi và mùng 8 có 2 đợt như vậy. Và với các bạn Hà Nội thì đang ôn thi viên chức giáo dục các em trung học phổ thông đấy là đa số, nhưng mầm non tiểu học nhưng chỉ tiêu nó ít hơn. Rồi các bạn thi viên chức y tế và thì cũng đang học thầy các lớp, cũng như là ôn thi công chức cho các bạn thi ở các bộ. Và thì các em rõ chưa ạ? Vâng. Đại học kiến trúc thì thầy nghĩ là không được em ạ, tin học. Và
bạn Nhu Nguyễn vào đấy, em nhớ cái thời gian như thế là được nhá, và em đi không theo cần đúng quận huyện đâu. Và nếu có công văn mới họ hướng dẫn như vậy, thầy không không dạy tiếng Anh, thế ra thầy có thể dạy được, nhưng một là thầy rất là bận, mà ra trong cái thời gian có thể hỗ trợ thêm cho các em thôi, các em cần gì hỏi thì thầy hỗ trợ, để thời gian để dạy thì không còn nữa, thực ra rất là bận công tác giảng dạy ở trường cũng như là hướng dẫn luận văn cho các học viên thạc sĩ và luận án tiến sĩ, cũng như là tham gia giảng dạy các lớp chuyên viên chính, rồi các lớp trung cấp như anh chị ở trường, cũng như là đi giảng dạy ở các địa phương, nên là thầy cũng rất là bận. Nên thực ra là tiếng Anh thì thầy dạy được, cũng chia sẻ tâm sự các em là thời sinh viên thầy sống được bằng nghề gia sư đi tiếng Anh, vì biết chúng ta biết là sinh viên thì không không chưa chưa ai người ta có nhu cầu về dạy về luật được, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là như thế nhá. Và thì có cần về tiếng Anh thêm thì cần hỗ trợ gì thì thầy hỗ trợ cho các em nhá. Và bạn Yến là cung cấp số hiệu nhưng mọi thứ đều qua nói chứ không qua giấy tờ đấy, nên là cũng vào và nhận được số em nhưng báo sẽ qua hội đồng. Thì đấy, em cứ làm các cam kết như thế bạn nhé. Thì chúng ta cũng phải khắc phục như vậy thôi, lỗi nó xảy ra rồi. Và Nguyễn Thu Thủy mong muốn tham gia khóa học của thầy thì vui lòng đăng ký. Thì hôm nay thầy sẽ có chính sách làm sao tặng các em 50% học phí. Nghĩa khóa học của thầy là 900.000, học đến ngày thi thì thôi nhá. Thì các em không giới hạn số buổi, các em học được học các từ khóa liên quan và nội dung ôn tập và các bộ đề đáp án cho các em. Và thì các em có thể nhắn tin đăng ký giúp thầy luôn nhá, để hưởng cái chính sách đó. Và em đọc những trường được cấp nhận tin học vẫn qua trường, và qua trường kiến trúc thì để kiểm tra lại, và cái thông tin thì thầy nói nghe trường này cũng hơi lạ. Và bạn Quân Nguyễn, em thi Hà Nội bây giờ em đăng ký được không? Bạn đăng ký là đẹp nhưng không gì là sớm đâu em. Học thì chúng ta biết là mưa dầm thấm lâu, cái nội dung chúng ta biết thi trắc nghiệm là rất là lắt nhắt, đúng không ạ? Nó hỏi rất là nó lắt nhắt lắm, nên là em học thời gian này để học nó ngấm thấm rất là quan trọng. Mà Vân Nguyễn ạ, thì các bạn Hà Nội đang học thầy rồi từ tuần trước rồi, thì chúng ta thấy học online nó rất là thuận tiện đấy, nó giống như buổi live stream này, nó học xong thì video lưu lại. Khi nhiên là em được đăng ký thì thầy cấp riêng trên lớp của thầy, dĩ nhiên chỉ đăng ký thì mới vào lớp riêng của thầy được. Em được cấp quyền vào học, nhận tài liệu bộ đề, và các em là nó giống như một cái kho dữ liệu rồi, thì có thể hôm nay em bận đúng không, thì em có thể sau nghe lại xem lại hoàn toàn. Và mỗi nội dung bài giảng thầy đã ghi rất rõ các nội dung, từ học từ khóa của luật nào, chương nào, điều nào, hoặc là giải bộ đề của luật nào, chương nào, điều nào, thầy ghi rất rõ từ câu bao nhiêu, hoàn toàn em có thể nghe lại được đó. Còn về danh sách trường này thì để thầy, nó nhiều quá, để thầy có thể gửi cho các em, sau đó các em nhắn tin vào email của thầy được không, vào Facebook của thầy gửi cho các em được không nhá, thì thầy sẽ gửi cái danh sách này cho các em. Vâng, thầy đang ôn cho các bạn Quảng Linh em nhé. Ngay sau khi mà kết thúc buổi live stream này, bạn Nguyễn Thị Thủy nhé, thầy dạy cho các bạn Quảng Linh ôn thi, vì các bạn mùng 5 có đợt dành cho các bạn thi viên chức sự nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao. Còn mùng 8 là dành cho bạn giáo dục, thì em có thể nhắn tin, bạn đăng ký ngày hôm nay buổi live stream này trước thì các em được hưởng 50% nhé, đóng 4-5, hưởng 50% học phí, như là em thì đóng 450.000 thôi, bạn Thu Thủy nhé. Thì nhận toàn bộ khóa học cũng như là liên quan đến tài liệu rồi bộ đề đáp án, em Nguyễn Thu Thủy nhá. Và đó thì khóa học đã nói rồi đấy, bạn Thu Thủy thì em đăng ký thì hôm nay sẽ được hưởng 450.000, em phải đóng thôi, thì em nhắn tin nhanh để chúng ta để đăng ký khóa học em nhá. Vâng, thôi còn hỏi nữa vài ngày nữa là tới ngày thi rồi, các bạn chúng ta cũng nên có sự quyết đoán, đúng không ạ? Làm sao đã xác định học là chúng ta kỳ thi thì đi thi nó phải có kiến thức. Thầy biết em cũng không phải những người chuyên ngành về luật, để hiểu biết được rõ làm sao để cái mẹo để học thì chúng ta thấy là cũng cần những người có kiến thức đấy, ở đằng sau những người thành công bao giờ cũng có những người thầy để chúng ta hỗ trợ, thì thầy cũng mong là người đứng sau để giúp đỡ các em. Thì trong kỳ thi vừa qua ở các địa phương như Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh đã thi thì thầy cũng là, các bạn cũng nói là thầy mang lại may mắn mát tay hỗ trợ các bạn thi đỗ, thì thầy cũng hy vọng là tiếp tục đồng hành với các em để bộ nào cung cấp các kiến thức cho các em kỳ thi, cũng như mang lại gọi là cái vía may mắn cho các em. Đó thì cũng chia sẻ chân thành với các em như vậy. Thì có lẽ là đến giờ rồi, thì như thầy đã trao đổi với các em thì buổi live stream của thầy trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục là từ lúc 20:35 đến 21:30. Thì lúc 21:35 thì thầy lại vào dạy lớp các bạn thi viên chức Quảng Ninh. Các bạn sẽ thi hai đợt, một đợt là các bạn dành cho viên chức văn hóa, y tế, thể thao thi ngày mùng 5 tháng 1, còn các bạn viên chức giáo dục thì thi ngày mùng 8. Thì thầy cũng nhắc lại cái lịch live stream định kỳ hàng tuần của thầy, bắt đầu từ năm nay đầu năm, thì định kỳ hàng tuần thầy sẽ live stream vào tối thứ tư và tối chủ nhật.
các em nắm cái lịch này để chúng ta biết sau này các em có những thắc mắc, những mong muốn, câu hỏi gì thì các em trao đổi với thầy, thầy sẽ hỗ trợ cho các em những kiến thức pháp luật về viên chức cũng như là pháp luật chung trong đời sống hàng ngày các em cần hỗ trợ liên quan kỳ thi các em nha. Thì lịch live stream của thầy trên kênh Phan Diệp Đoàn ấy, vào tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần vào lúc 19:40 và kết thúc vào lúc 20:30. Còn với trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục này thì sẽ nối tiếp sau đó 5 phút là lúc 20:35 đến 21:30. Đó thì cái lịch nó 2K đó để phù hợp với các em mong muốn, để các em thấy biết đang tuổi này các em rất là bận việc gia đình thì các em phù hợp với thời gian nào thì các em vào cái trang đó để chúng ta lắng nghe, trao đổi và đặt câu hỏi cho thầy. Như vậy được chưa? Hôm nay cũng là theo Tết Dương lịch, cũng là đầu năm mới thì thầy có lời chúc gửi tới các toàn thể các em và gia đình các em. Lời chúc gửi tới em và gia đình là chúc tốt đẹp nhất. Chúc em và các em và gia đình làm sao luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, làm sao mọi sự may mắn sẽ đến với các em. Đặc biệt là các em, thầy có lời chúc là các em luôn mạnh khỏe. Đấy, mạnh khỏe là cái đầu tiên. Thứ hai là thi đỗ, mục tiêu tối thượng trong đợt tới là gì? Là thi đỗ kỳ thi viên chức tới các em nhé. Và thầy rất mong chờ điều đó, làm sao để nhớ nhận được những cái tin vui như vừa rồi là thầy đã dạy các bạn ở các địa phương đã đỗ và nhận được những tin vui, các em thông báo trúng tuyển, đấy là niềm vui hạnh phúc lớn nhất của một người thầy. Thì rất mong các em cố gắng và thầy thì luôn đồng hành với các em, hỗ trợ các em tối đa em nhé. Còn bạn Thu Thủy nói thời gian ôn thi khi em vào lớp thì sẽ có lịch ôn học cụ thể nhé. Thầy đang có 18 buổi liên tiếp dành cho các bạn ở Quảng Ninh, nghĩa là ngày nào cũng học. Em Nguyễn Thị Thủy nhé, thì em đăng ký sớm, nếu em mong muốn học thật sự thì đăng ký sớm để chúng ta học. Thì như vậy là thay cho lời chào thì thầy xin phép chào các em, đúng không ạ? Nhân dịp năm mới xin chào các em, chúc mọi sự may mắn, mọi sự như ý sẽ tới các em trong năm mới. Xin chào, hẹn gặp lại các em vào tối chủ nhật tới. Chào các em.